Hello, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Hưng Nguyễn Auto. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc mẫu xe đang được rất là nhiều người quan tâm hiện nay. Hyundai Tucson bản 2.0 phun dầu 2019. Một chiếc mẫu xe có thể nói là siêu lướt. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi một vòng chiếc xe xem để xem xung quanh nó có gì nhá. Đây, quý vị có thể xem những đường nét của nó rất là sắc nét. Bộ la răng, bộ ga lăng của nó nhìn rất là, còn rất là đẹp. 2019 mà sơn của nó còn sơn zin đến 95%. Đấy, quý vị có thể xem phần đèn này, đèn bi rất là sáng. Để mà nói về Tucson ấy, thì đây là một dòng xe 5 chỗ được đánh giá là rất là phù hợp cho các gia đình, bởi vì thiết kế nội thất rất là rộng rãi, kết hợp với lại khá là nhiều option đi kèm theo của nó. Mà phiên bản 2.0 máy dầu này ở Việt Nam mình rất là ưa chuộng, bởi vì nó rất là tiết kiệm nhiên liệu này. Đấy, quý vị có thể để ngắm toàn cảnh của chiếc xe. Về nước sơn của chiếc xe để quý vị có thể xem, sơn nó là sơn zin, sơn zin lên đến tầm 95%. Về phần đuôi xe, các thiết kế của nó, các đường dập khuôn của nó rất là nét. Đèn cốp thì cốp điện. Đây quý vị có thể bản full rồi, cốp điện. Các đường keo chỉ còn rất là nét. Cam kết với quý vị các bạn là keo chỉ là nguyên zin từng mm. Cốp rất là rộng, lốp sực cua. Đây cốp điện. Vì là bản phun dầu nên là chiếc xe đã có đầy đủ gần như là tất cả. Cửa sổ trời panorama này, chỉnh điện hai ghế này, màn hình đầy đủ. La răng đa chấu rất là đẹp. Bộ lốp theo xe còn dày bịch. Quý vị có thể bạn đi rất là thoải mái. Đây mời quý vị các bạn xem khoang ghế sau ngồi. Đây, để tôi ngồi nhé. Rất là rộng quý vị ạ, thoải mái. Rất là rộng, rất là thoải mái. Chân này để thoải mái luôn. Có vùng điều hòa phía sau, không sợ nóng khi ngồi phía sau nhé. Đây mời quý vị lên ghế lái đi, khám phá ghế lái. Đây, ghế lái chỉnh điện này. Đây, ghế chỉnh điện. Kết hợp với lại trên đây có rất là nhiều các option. Đây, tôi đổ máy lên nhá. Cruise control này, set này, tăng giảm âm lượng, rảnh tay này, điều khiển bằng giọng nói này. Phanh tay điện tử nhá. Auto home đầy đủ. Đấy, vô lăng nhìn, vô lăng này còn rất là mới, rất là đẹp. Quý vị có thể nhìn xe đi, xe này mới chạy được hơn 3 vạn km thôi. Rồi sau đây mọi chiếc xe thì mình đều phải quan tâm đến cái trái tim của nó, động cơ. Động cơ 2.0 này. Động cơ máy dầu rất là êm ả. Máy dầu này đi rất là thích quý vị ạ. Mới đầu nổ lên thì nó có tiếng máy, nó hơi kêu một chút thôi. Nhưng mà càng đi lâu ấy, cái độ máy dầu khi mà dầu phun đủ vào máy rồi thì cái tốc độ của nó và độ êm ái của nó thì rất là tuyệt vời. Quý vị xem cái đường keo chỉ ở trên xe này, còn rất là mới. Ốc chân máy này còn nguyên zin này. Đấy, nguyên zin do nhà sản xuất. Máy sẽ hoạt động rất là êm. Đây, trên đây là toàn bộ về chiếc xe Hyundai Tucson 2.0 bản phun dầu. Chiếc xe đang được chào bán ở cửa hàng với mức giá là 895 triệu đồng. Nếu quý vị và các bạn có nhu cầu, còn lần này thì hãy liên hệ trực tiếp chúng tôi để chúng tôi có thể tư vấn để giới thiệu cho các bạn. Còn đây là tất cả. Còn đây địa chỉ của chúng tôi là ở số A5 Đinh Núp, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
đây là những mẫu xe đang có ở cửa hàng rất là nhiều. Nếu quý vị các bạn có nhu cầu, hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi tư vấn, có thể tư vấn cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo.